Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Hát mừng khúc ca một tuổi mới bao ngọc ngà. Nào bạn cùng hát
hát với tôi khúc ca vui. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Hey, this is Space Day of You. We want to say happy birthday to you. Tôi mới an lành. Mừng ngày sinh nhật một tuổi mới cho niềm vui. Tiếng cười ngất ngây niềm vui sướng đang đong đầy. Mừng một tuổi mới tràn hòa tuyệt vời với lời ca. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hát mừng khúc ca lời chúc phúc luôn đậm đà. Mừng một tuổi mới không cay đắng không ưu phiền. Ngày mai tươi sáng, tình dần lay láng như nắng mai mùa xuân. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hát mừng khúc ca một tuổi mới bao ngọc ngà. Nào bạn cùng hát với tôi khúc ca vui. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Nào bạn thổi nến đi bạn ơi, nguyện cầu cho tương lai mãi rạng ngời. Nguyện cầu hạnh phúc mãi đẹp tươi, hôm nay và mai sau mãi luôn sáng ngời. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hát mừng khúc ca lời chúc phúc luôn đậm đà. Mừng một tuổi mới không cay đắng không ưu phiền. Ngày mai tươi sáng, tình dâng lay láng như nắng mai mùa xuân. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hát mừng khúc ca một tuổi mới bao ngọc ngà. Nào bạn cùng hát với tôi khúc ca vui. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật, happy birthday to you. Trái tim yêu đang ca hát rộn ràng, lời ca kết thành hoa thắm ngọt ngào, anh hát tặng em đàn ngân hóa thành câu chúc rộn ràng nâng phím tặng em, lời ca hóa thành ngọn nến hồng hào soi sáng mặt em, đàn ngân hóa thành câu chúc mừng ngày sinh của đời em. Anh đi sinh nhật em với cây đàn guitar. Anh đi sinh nhật em không bánh và không hoa. Anh đi sinh nhật em chỉ có bài tình ca, chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng. Lời ca kết thành hoa thắm ngọt ngào, anh hát ngân hóa thành câu chúc rộn ràng nâng phím tặng em, lời ca hóa thành ngọn nến hồng hào
soi sáng mặt em, đàn ngân hóa thành câu chúc mừng ngày sinh của đời em. Sinh nhật em không bánh và không hoa, anh đi sinh nhật em chỉ có bài tình ca, chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng. Lời ca kết thành hoa thắm ngọt ngào anh hát tặng em, đàn ngân hóa thành câu chúc rộn ràng nâng phím tặng em. Lời ca thành ngọn nến hồng hào soi sáng mặt em, đàn ngân hóa thành câu chúc mừng ngày sinh của đời trăng đêm tuyệt vời. Đường đời mình chung bước đi, dù gian khó ta vẫn luôn cười, hát lên khúc ca tình yêu rộn ràng. Từng ngọn nến vẫn mãi chiếu sáng suốt đêm dài, cùng mơ ước sẽ cố giữ hết suốt cuộc đời. Đừng vội buồn nên mời hay cố quên, và luôn giữ cho bao niềm trong vòng tay ấm áp, giữ cho yêu thương đừng quên nhau nhé, hãy giữ trong tim ngày hôm nay. Happy trăng đêm tuyệt vời. Đường đời mình chung bước đi, dù gian khó ta vẫn luôn cười, hát lên khúc ca tình yêu rộn ràng. Từng ngọn nến vẫn mãi chiếu sáng suốt đêm dài, cùng mơ ước sẽ cố giữ hết suốt cuộc đời. Đừng vội buồn nên mời hay cố quên, và luôn giữ cho bao niềm vui. Hãy hát vang bài ca yêu dấu, mình luôn giữ nhé tình bạn hôm nay. Tình ngọn nến sẽ mãi thắp sáng trong đêm thâu, sinh nhật trong vòng tay ấm áp, giữ cho yêu thương đừng quên nhau nhé, hãy giữ trong tim ngày hôm nay. Happy birthday. Cố giữ hết suốt cuộc đời, đừng vội buồn em ơi, hãy cố quên và luôn giữ cho bao niềm vui. Hãy hát vang bài ca yêu dấu, mình luôn giữ nhé.
giữa muôn nến muôn hoa, hãy hát vang lên những khúc hát sinh nhật đã giữ mãi ước mơ. Trong buổi tiệc ngày hôm nay, nhân dịp ngày mừng sinh nhật cho bé Chí Hợp và bé Mộng Công, và xin thay mặt cho tất cả các quan khách ở đây, xin chúc cho cháu là một ăn chúng lớn và lớn lên sẽ trở thành một người con hiếu thảo, một người công dân tốt cho gia đình và xã hội. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên là xin mời bé Chí Hợp và bé Mộng Công, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên những ngọn nến yêu thương. Xin mời bé Chí Hợp và bé Mộng Công. Và hôm nay bé Chí Hợp vừa tròn 15 tuổi, bé Mộng Công vừa tròn 13 tuổi, và xin chúc cho hai cháu lớn lên sẽ trở thành một người con hiếu thảo, một người công dân tốt cho gia đình và xã hội. Xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị, quý vị và các bạn đã không ngày đường xa xa xôi đến đây cùng chung vui với gia đình trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời hai cháu chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại và hãy cầu nguyện cho mình một điều ước. Nhau thổi tắt ngọn nến yêu thương của bên, và xin thay mặt cho tất cả mọi người ở đây xin chúc cho hai cháu là sẽ đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống, và xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai cháu. Vâng, và xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và tiếp theo đó, xin mời bé Chí Ngọc và bé Mộng Công, chúng ta hãy cùng nhau cắt lên những chiếc bánh yêu thương của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cắt từ dưới lên trên nha. Bây giờ xin mời bé Chí Hợp và bé Mộng Công, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những lộc bội yêu thương. Chiếc bánh thứ nhất, chiếc bánh thứ hai, chiếc bánh thứ ba, chiếc
bản thứ tư và chiếc bản thứ năm. Tiếp theo xin mời bé Chí Hợp và bé Mông Công, chúng ta hãy cùng nhau tách ra những phần bánh nhỏ, sau đó chia ra từng cho những người bạn thân yêu của mình. Và bây giờ xin mời hai cháu chúng ta hãy cùng nhau đem bánh xuống, mỗi bạn một cái bánh, và cùng tách ra những chiếc bánh yêu thương ngọt ngào để chia sẻ những cuộc đời yêu thương cho những người bạn thân yêu của mình. Và hôm nay dịch vụ tiệc cưới của Minh Sang Hải Đăng đến từ thị trấn Sông Đốc, rất là vui đến đây phục vụ cho toàn thể quý vị. Và bây giờ xin mời những người bạn thân của bé Chí Hợp cũng như là bé Bao Cơm, ai có những món quà nào, chúng ta cùng bước lên trên cùng tặng cho bé Bao Cơm và bé Chí Hợp nhân ngày sinh nhật vừa tròn 13 tuổi. Hai cháu chúng ta hãy đứng sát vào và hãy nhìn thẳng vào phía camera. Và bây giờ xin mời những người bạn thân của hai cháu chúng ta cùng bước lên tặng cho hai cháu những món quà thân yêu. Đó là những phần quà bí mật và không biết trong đó có những gì, nhưng dù gì, dù lớn hay nhỏ thì đó là những món quà thân yêu của những người bạn mình. Bây giờ món quà đã sắp lên tới đâu? Rất là nhiều món quà mà những người bạn đã tặng cho bé Chí Hợp cũng như bé Mông Công. Và xin chúc mừng! Và xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai cháu dồi dào sức khỏe, học giỏi và trở thành một người con hiếu thảo, một người công dân tốt cho gia đình và xã hội. Và lời nói cuối cùng, cho phép hai cháu xin được cúi đầu cho quý quá khách. Happy birthday ngày hôm nay. Và hôm nay thì dịch vụ tiệc cưới của Minh Sang Hải Đăng đến từ thị trấn Sông Đốc rất là vui đến đây phục vụ cho toàn thể quý vị. Và rất mong được sự chào đón của mọi người chúng ta lên đây đăng ký một hai ca khúc để cho chương trình được tươi và đầy đủ hơn. Và bây giờ đây là sự yêu cầu của gia đình, xin mời tiếng hát của chị Chiến. No.
trang vừa trong. Bạn mẹ hỡi nâng ngó tay cầm bút cho tiếng yêu thương vang mãi trong tim. Đời mực tím thắp sáng trong niềm nhớ, một ngọn nến ấm áp thêm tươi mới, cây nến tình yêu sáng trong lòng nhau. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương thời mực tím. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương tuổi mong mơ. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương thời mực tím. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương tuổi mong mơ. Giọt mực tím lấp lánh trang bờ trắng, bạn bè hỡi nắm nót tay cầm bút cho tiếng yêu thương vang mãi trong tim. Thời mực tím thắp sáng trong niềm nhớ, một ngọn nến ấm áp thêm tươi mới, cây nến tình yêu sáng trong lòng nhau. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương thời mực tím. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương tuổi mong mơ. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương thời mực tím. Chúc mừng sinh nhật lòng bao yêu thương tuổi mong mơ. Trang vừa trắng, bạn bè hỡi nắm nót tay cầm bút cho tiếng yêu thương vang mãi trong tim. Lời một tim thắp sáng trong niềm nhớ, một ngọn nến ấm áp thêm tươi mới. Khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồn tim cuồn si nồng cháy. Nhớ nghe anh đêm nay mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lẽ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nào cùng vui lên anh, hát sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngây. Da di da di da, da di da di da, hát lên anh ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời. Sân khấu xin cùng đến với phần nghi thức thắp sáng yêu thương.
chắc có lẽ là quý vị cũng nhận thấy rõ ràng một niềm vui, niềm hạnh phúc của chị Kim Ly đúng không ạ? Một niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nào che giấu được trên ánh mắt và nụ cười của mình. Và bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên, xin mời chị Kim Ly, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên những ngọn nến yêu thương. Và ngọn nến đầu tiên là ngọn nến hạnh phúc. Xin chúc cho chị và gia đình luôn hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Và ngọn nến thứ hai là ngọn nến may mắn, chúc cho chị luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngọn nến thứ ba là ngọn nến hy vọng. Hy vọng điều tốt đẹp luôn đến với chị và gia đình. Và điều thứ tư là ngọn nến sức khỏe, chúc chị luôn dồi dào sức khỏe. Và ngọn nến thứ năm là ngọn nến tiền tài, chúc cho chị làm ăn khá giả, tiền vô như nước. Và ngọn nến thứ sáu là ngọn nến như ý, chúc cho chị luôn thành công những điều tốt đẹp. Và ngọn nến cuối cùng là ngọn nến an khang thịnh vượng. Tiếp theo, xin mời chị Kim Ly chúng ta hãy cùng nhau cắt lên những chiếc bánh ngọt ngào. Chúc cho chị Kim Ly của chúng ta một năm mới sức khỏe cao, làm ăn khá giả, tiền nhiều như nước, vạn sự như ý, mà đáo thành công, an khang thịnh vượng. Và bây giờ xin mời ông ngoại và mẹ cũng như là cháu Chí Học và cháu Mộng Công, chúng ta cùng bước ra phía sân khấu, cùng chụp hình với chị Kim Ly nhân dịp ngày sinh nhật hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ngoại và mẹ của cháu. Xin mời cháu Chí Học và cháu Mộng Công. Và thưa quý vị, người xưa từng hay nói, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào công lao của ông bà cha mẹ. Có ông bà cha mẹ thì mới có niềm vui ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời ông ngoại, xin mời mẹ của chị Kim Ly, xin mời bé Chí Hậu và bé Mông Câm, với những người thân, những người bạn của chị Kim Ly, chúng ta cùng bước ra sân khấu, cùng chụp lại, lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cùng chụp lại, lưu niệm lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong buổi tiệc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị, quý vị và các bạn đã không ngại đường xa xa xôi đến đây cùng chung vui với gia đình. Mùa xuân đã đến, những bông hoa trên nhau đua nở báo hiệu mùa xuân về, làm cho nhà nhà chúng ta ai nấy cũng đều vui tươi náo nức để đón chào một năm mới. Bởi lẽ đó mà hôm nay gia đình của chị Kim Ly đang thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi được sự tham dự đông đủ của toàn thể quý vị để có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Bây giờ xin mời chị Kim Ly, xin mời bước xuống bên dưới, đứng gần với ông ngoại, đứng gần với mẹ của mình để chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là sự yêu cầu, xin được trân trọng kính mời anh Thương sẽ có món quà nho nhỏ dành tặng cho chị Kim Ly ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh Thương. Thank you.
và sẽ đổi anh thường là ai đâu ạ. Chúng ta cùng bước lên đây, sẽ có những món quà nhỏ nhỏ và cũng mời anh Tài. Anh Tài cũng có một món quà nhỏ nhỏ sẽ dành tặng cho chị Kim Ly. Và trước tiên đến với phần quà này thì xin mời chúng ta hãy đứng sát vào, cùng chung lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay, 26 tháng 12. Và thưa quý vị, khoảng 4 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang một năm mới. Một khoảnh khắc rất là quan trọng. Niềm vui tràn ngập niềm vui, hạnh phúc tràn ngập hạnh phúc. Đặc biệt hơn là niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay điều thuộc về chị Kim Ly cũng như là gia đình. Một lần nữa xin thay mặt cho tất cả các quan khách ở đây, xin chúc cho gia đình của chị Kim Ly một năm mới sức khỏe cho nhau, làm ăn khá giả, tiền giật như nước, vạn sự như ý, mạc đạo thành công, an khang thịnh vượng. Xin thay mặt cho chị Kim Ly xin cảm ơn dịch vụ tiệc cưới của Minh Khang Hải Đăng đến từ thị trấn Sông Đốc đã tạo sự kiện ngày hôm nay được thuận lợi hơn, được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn dịch vụ tiệc cưới của Minh Khang Hải Đăng rất nhiều. Thưa quý vị, chiếc bánh của chúng ta hôm nay tổng là 19 cái bánh, 19 yêu thương, 19 sự ngọt ngào mà chị Kim Ly đã dành chọn cho gia đình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời những người thân của chị Kim Ly chúng ta cùng bước lên trên, cùng chụp lại những giây phút này đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Để cho có một giây phút tuyệt vời hơn nữa thì xin mời mẹ ôm ông ngoại hôn một cái một bên. Xin mời chị Kim Ly hôn ông ngoại một bên. Hai người cùng hôn đi ạ, để cho lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn, một hình ảnh rất là ý nghĩa, rất là đẹp trong buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó xin mời chị Kim Ly hãy ôm mẹ của mình, hãy hôn một nụ hôn ngọt ngào. Bây giờ chúng ta đang đến với đài truyền hình trực tiếp do cộng đồng Facebook thực hiện. Một niềm hạnh phúc của gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Vậy rồi xin được trả lại sự tự do cho gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Tham dự buổi tiệc sinh nhật thì bên phía cạnh đó gia đình cũng có mời dịch vụ tiệc cưới của Minh Sang Hải Đăng đến từ thị trấn Sông Đốc rất là vui để đây phục vụ cho toàn thể quý vị. Bây giờ thì chương trình văn nghệ chúng em xin được phép quay trở lại. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của một nhân vật quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhân vật chính ngày hôm nay đó là tiếng hát của chị Kim Ly. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của chị Kim Ly, nhân vật chính của ngày hôm nay với ca khúc Nhớ Mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày mai tôi sẽ có quên được, cho dù em có vấn đề này. Ngày mai em sẽ rời xa của tôi, cho dù em còn yêu tôi. Và chẳng yêu tôi tình đời, bao đẹp cho cuộc tình họ. Tình nhớ với ta từ đây, nhưng mà chẳng gặp cơn giông bão. Tình ơi tình như thế sao ta lại buồn thương? Tình ơi tình như thế sao nhưng vẫn còn không chơi? Chắc tại người ta không yêu như ngày xưa, bao yêu bao quên như bóng bóng mẹ Việt Nam. Bây giờ
Giấc mơ sẽ mang đầy lời mê